Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Thế đã tích cực triển khai các nội dung của dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, gọi tắt là dự án 8. Bước đầu, việc triển khai dự án trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Năm 2023, dự án được triển khai tại 29 thôn bản đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc 7 xã của huyện Yên Thế, gồm Đồng Vương, Đồng Tiến, Canh Nậu, Tiến Thắng, Đồng Hưu, Đồng Sơn và Tân Hiệp. Đối tượng thụ hưởng của dự án là phụ nữ và trẻ em gái tại các xã bản đặc biệt khó khăn. Ưu tiên phụ nữ và trẻ em gái là người dân tộc thiểu số trong các hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, di cư lao động không an toàn, lấy chồng nước ngoài trở về, phụ nữ khuyết tật. Dự án nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em, vùng dân tộc thiểu số và miền núi của huyện. Dự án 8 hoạt động với 4 nội dung, gồm tuyên truyền, vận động, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. Xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của cộng đồng. Giám sát và phản biện, hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng. Ngay từ năm 2022 thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch triển khai thực hiện dự án 8 và năm 2023 cũng xây dựng kế hoạch triển khai cái dự án 8 ở trên địa bàn huyện Yên Thế. Thế và đối với các lớp tập huấn thì chúng tôi cũng đã tổ chức 7 lớp tập huấn để triển khai thực hiện cái dự án 8 tại 7 xã thụ hưởng cái chương trình này. Và sau 7 cái lớp tập huấn tại 7 xã đấy thì chúng tôi đối với từng nội dung một, ví dụ như là về cái hoạt động của tổ truyền thông cộng đồng thì chúng tôi cũng có các cái lớp tập huấn cầm tay chỉ việc. Thế và sau khi mà thành lập cái tổ truyền thông cộng đồng thì chúng tôi có cái lớp tập huấn cầm tay chỉ việc. Thế và trong cái tập huấn đấy là hướng dẫn các cái thành viên cũng như là ban điều hành tổ truyền thông cộng đồng là xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động của tổ. Thế và đến thời điểm này thì là cái tổ truyền thông cộng đồng đã ở các xã thị trấn đã hoạt động rất là tốt. Thế và trong cái tháng 11, đầu tháng 11 thì các tổ truyền thông cộng đồng của các xã thị trấn đã tổ chức giao lưu để chia sẻ kinh nghiệm và vận động người dân tham gia thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương để cho nó tốt. Qua các lớp tập huấn, đại biểu được trang bị những kiến thức cơ bản về giới, định kiến giới, bình đẳng giới và tăng quyền năng cho phụ nữ, lồng ghép giới trong xây dựng chính sách và thực hiện mô hình hỗ trợ phụ nữ, hướng dẫn thành lập, vận hành địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, thành lập và vận hành câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi, truyền thông thay đổi hành vi và truyền thông sáng tạo. Để thực hiện dự án 8 thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các phối hợp với các ban ngành là tổ chức các buổi tập huấn nâng cao các kỹ năng truyền thông cho thành viên các tổ truyền thông cộng đồng. Và qua cái buổi tập huấn như vậy thì là thành viên các tổ truyền thông cộng đồng là nâng cao được cái nhận thức để có cái kiến thức để tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và cái kỹ năng truyền thông của từng thành viên và các phương pháp để đi tiếp cận các hội viên phụ nữ và nhân dân và cũng nâng cao được cái phương pháp nắm bắt và cái phương pháp mà giải quyết những vấn đề mà khi có vấn đề xảy ra. Đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ 7 xã có thôn bản thụ hưởng, các nội dung của dự án cũng được triển khai theo đúng hướng dẫn, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đồng Vương đã bám sát kế hoạch của cấp trên về thực hiện dự án 8. Thì chúng tôi đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện tổ chức truyền thông, tuyên truyền lưu động trên các bản trên địa bàn xã. Thì qua đó chúng tôi cũng treo các cái ba lô ở 10 nhà văn hóa các bản với nội dung là phụ nữ và nam giới đều bình đẳng tham gia và quyết định mọi công việc trong gia đình và xã hội. Thì qua đó chúng tôi còn tập trung tuyên truyền đẩy mạnh trên hệ thống loa truyền thanh của xã hàng ngày. Thế và chúng tôi cũng đẩy nhanh tiến độ và xây dựng các cái kế hoạch thực hiện ở tổ truyền thông cộng đồng, xây dựng các cái nội dung lựa chọn phù hợp với lại địa phương. Thì qua đó đã tuyên truyền ở các hội nghị lồng ghép với thôn bản cũng như của Hội Liên hiệp Phụ nữ tổ chức triển khai dịp 19 tháng 5, dịp 20 tháng 10 chúng tôi cũng lồng ghép nội dung về bình đẳng giới. Qua đó thì chúng tôi còn thực hiện ra mắt câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi ở trường Trung học cơ sở Đồng Vương. Đây là mô hình hoạt động mà là sân chơi cho các trẻ em trong độ tuổi đến trường. Thì đây là hội viên nòng cốt để các cháu là sẽ thay đổi tích cực nhận thức về bình đẳng giới cũng như về phòng chống xâm hại trẻ em cũng như bạo lực gia đình. Các cháu sẽ là những hạt nhân tiên phong để giúp thay đổi nhận thức với người thân, gia đình và xã hội. Ngay sau khi mà nhận được cái kế hoạch chỉ đạo của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, thì Hội Phụ nữ xã chúng tôi thì cũng đã xây dựng kế hoạch và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã ban hành quyết định thành lập các tổ truyền thông. Đấy, sau khi mà thành lập được 5 tổ truyền thông ở 5 bản 1-3 năm, thì chúng tôi cũng xây dựng, chỉ đạo là xây dựng các tổ truyền thông là xây dựng cái kế hoạch truyền thông trong năm. Thì các tổ truyền thông thì cũng đi thực hiện là tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân để xóa bỏ các thủ tục lạc hậu, xóa bỏ cái nếp nghĩ và tham gia các cuộc họp dân, các cuộc họp tiếp xúc cử tri tại các thôn bản. Và đặc biệt thì chúng tôi cũng xây dựng cái các kế hoạch triển khai, thì trong đó là chúng tôi cũng xây dựng cái kế hoạch là tổ chức hội nghị đối thoại với các đồng chí cấp ủy chính quyền nằm trong cái dự án 8. Thì đơn vị xã Đồng Tiến chúng tôi thì chúng tôi cũng tổ chức được 2 buổi, đó là một cuộc thì là chúng tôi tổ chức tại ủy ban xã và một cuộc thì chúng tôi tổ chức ở trong địa bàn thôn bản. Thì cái tổng số hội viên, cán bộ hội viên phụ nữ tham gia và có những cái ý kiến kiến nghị trực tiếp liên quan đến phụ nữ và trẻ em, và đặc biệt là các vấn đề mà liên quan đến bình đẳng giới, thì cũng đã được các đồng chí cấp ủy chính quyền rất là quan tâm tiếp thu và trả lời làm rõ các nội dung mà hội viên phụ nữ quan tâm. Vậy ngoài ra thì chúng tôi cũng thực hiện theo cái sự chỉ đạo thì cũng đã ra mắt cái câu lạc bộ thủ lĩnh tại trường Trung học cơ sở Đồng Tiến. Chúng tôi cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã kiện toàn nâng cấp cái mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Thực hiện dự án 8 trên địa bàn xã thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện theo các tháng, theo quý. Và đến thời điểm này thì trên địa bàn xã cũng đã tổ chức thành lập được 3 tổ truyền thông cộng đồng ở 3 thôn đặc biệt khó khăn là thôn Rừng Triềng, thôn Hô Luồng và thôn Sông Sơn. Thì các tổ truyền thông cộng đồng thì cũng đã đi tuyên truyền vận động nhân dân, hội viên phụ nữ tham gia tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình, về tảo hôn, về bình đẳng giới. Thì các tổ tổ chức tuyên truyền theo hình thức là đến tuyên truyền vận động từng hộ gia đình trong thôn. Để dự án mang lại hiệu quả thiết thực, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã quan tâm kịp thời nắm bắt, đôn đốc các địa phương trong quá trình thực hiện dự án. Công tác kiểm tra giám sát rất là quan trọng, bởi vì đây là một cái dự án mới và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thì cũng được là triển khai cái lần đầu tiên, cho nên là trong cái quá trình triển khai thực hiện thì cũng có nhiều cái bỡ ngỡ cũng như là có nhiều cái vướng mắc, cho nên là trong quá trình kiểm tra giám sát ấy thì cũng sẽ giúp cho cơ sở tháo gỡ rồi là chỉ dẫn hướng dẫn để thực hiện tốt hơn cái dự án 8 ở trên địa bàn. Với nhiều giải pháp đồng bộ và thiết thực, đến nay các nội dung của dự án 8 trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Trong đó, huyện đã thành lập được 3 câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi tại các trường Trung học cơ sở Đồng Vương, Đồng Tiến và Canh Nậu, củng cố, nâng cao chất lượng 2 mô hình địa chỉ tin cậy cộng đồng trên cơ sở mô hình hiện có, tổ chức tuyên truyền, giới thiệu mô hình địa chỉ tin cậy đến các tầng lớp hội viên và người dân. Các cơ sở là địa chỉ tin cậy này là cũng đáp ứng đủ cái nhu cầu cho chị em khi là có cái trường hợp là bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn thôn xã chúng tôi.
Bên cạnh đó, đã tổ chức đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn bản tại các địa bàn đặc biệt khó khăn. Qua đó, nhằm đảm bảo tiếng nói, vai trò, sự tham gia thực chất của phụ nữ trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội tại cơ sở và giám sát thực hiện bình đẳng giới trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, tuyên truyền cho hội viên phụ nữ về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Qua đối thoại chính sách, để lãnh đạo cấp ủy, chính quyền lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ. Qua đó, giải đáp những vấn đề hội viên phụ nữ quan tâm, tiếp thu ý kiến, chỉ đạo xử lý vấn đề, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và xã hội. Khi được tham dự cái hội nghị đối thoại ngày hôm nay thì với bản thân tôi và cũng như là tất cả các chị em phụ nữ của trên địa bàn xã cảm thấy là rất là hữu ích, có thể giúp được chị em bày tỏ tâm tư nguyện vọng, cái ý kiến của chị em có thể để về quyền bình đẳng giới. Cũng như các đồng chí đã biết thì trên địa bàn tôi thì vẫn còn những cái thủ tục ví dụ như là các chị em phụ nữ thì chủ yếu là làm nội trợ, không được tham gia các hoạt động của phong trào hội, cũng như là không tham gia các phong trào ở trên địa bàn xã. Thì sau cái buổi thoại hôm nay thì chúng tôi có thể tham gia và những cái suy nghĩ có thể là tích cực hơn, và để thể là ngoài ra còn thể là tham gia xây dựng chính quyền thân thiện. Có thể nói, việc triển khai dự án 8 trên địa bàn huyện đã góp phần quan trọng từng bước xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em, được cán bộ, hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số nhiệt tình ủng hộ với tinh thần hứng khởi. Đồng thời, được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao. Từ khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có thực hiện dự án 8 về bình đẳng giới và một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, thì đã có sự thay đổi rõ rệt trong cái nhận thức của cán bộ cũng như của cộng đồng dân cư, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Hồng Tiến. Với 5 bản đặc biệt khó khăn trên tổng số 8 bản trên địa bàn xã Hồng Tiến, thì được triển khai cái dự án 8 này đã thành lập các cái tổ cộng đồng, truyền thông cộng đồng, rồi thì các cái hoạt động thuộc cái dự án 8 này được triển khai trên địa bàn xã, thì thấy rằng là được đông đảo người dân, đặc biệt là người dân của vùng đồng bào dân tộc thiểu số quan tâm thực hiện, và cái nhận thức của người dân cũng được nâng lên rất nhiều. Cái tình trạng về bạo lực gia đình đã giảm hẳn. Trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Thế sẽ tiếp tục tăng cường công tác truyền thông, xây dựng các mô hình phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, giải quyết căn bản bất bình đẳng trong nhiều lĩnh vực đối với phụ nữ và trẻ em gái ở vùng dân tộc thiểu số, loại bỏ định kiến giới, hủ tục, thói quen lạc hậu, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.